Xin chào anh em, mình là Hợp. Hôm nay mình có mua được một em Jacquero và em này phải nói là tuyệt đẹp, một trong những em rất là hiếm khi chỉ được sản xuất với số lượng là Limited Edition 8 chiếc trên thế giới. Và với chiếc này thì nó sẽ có một cái đặc điểm, đó là sử dụng cái chất liệu là Mineral Stone, tức là đá khoáng thạch tự nhiên để làm ra mặt số. Thì đây là một trong những cái điều nổi tiếng của Jacquero. Trong video này thì mình sẽ show cho anh em luôn đầy đủ những cái chi tiết về chiếc đồng hồ này. Đây là một chiếc đồng hồ qua sử dụng full set và nó còn full box, hộp sổ đầy đủ. Ở đây thì các bạn có thể thấy là ở đây chúng ta sẽ có một cái miếng bằng nhôm và kim loại. Nó sẽ có logo GD được CNC ở đây. Và để mở ở đây thì chúng ta sẽ trượt nó ra các bạn nhé. Đó. Thì chúng ta sẽ nhấc cái này lên. Ở đây là chiếc đồng hồ mà mình muốn giới thiệu đến anh em. Một chiếc Jacquero thuộc collection là Astrale Eclipse. Đó, mình sẽ đi vào giấy tờ sổ sách trước. Chúng ta sẽ có ở dưới này, đó là một quyển sổ và sổ hướng dẫn sử dụng của Jacquero. Và chiếc này thì có date là 2019, mua tại Nga. Em nó sẽ có là limited là 6/8, mã là Z01262320201, thuộc dòng Astrale Eclipse. Đó, mình sẽ cùng lên tay em này. Hộp cũng rất là xịn sò và đẹp đúng không ạ? Chiếc đồng hồ này thì có rất là nhiều điều để nói. Và ở đây thì sẽ được tặng kèm, đó là một cái bút chặt để chúng ta có thể là chỉnh lịch. Trong video này thì mình sẽ cố gắng truyền tải hết đến cho anh em những cái vẻ đẹp của chiếc đồng hồ này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có một chiếc Jacquero với bộ thân được làm từ vàng 18K AU750. Đó, vàng nguyên khối rose gold. Và chiếc đồng hồ này của mình thì sẽ có size là 40.5mm, một cái size khá lạ so với dòng Jacquero khi mà chúng ta quá quen với những cái size như là 39mm hoặc là 43mm rồi. Thì chiếc này là có size là 40.5mm, thì đây là một cái size mà chuyên đặc biệt dành cho cái dòng Astrale Eclipse này. Mặt số dial của chúng ta thì sẽ có hai phần riêng biệt, một phần ở phía trong như các bạn thấy, và nó được đặt lệch tâm xuống phía dưới. Đó, nó được đặt lệch tâm xuống phía dưới tạo điểm nhấn cho cái mặt số. Cái mặt số dial phía trong này của chúng ta thì được làm từ bạc nguyên khối silver solid và sau đó được tạo với những cái vân Gilox nổi và vân caro khá là đẹp. Nó sẽ được bao bọc xung quanh bởi một cái viền vàng rose gold và sẽ có hai con vít nung xanh chấn giữ ở hai bên để cho nó đẹp. Ở phía ngoài này thì chúng ta sẽ có một cái dial phía ngoài là làm từ đá tự nhiên, là đá spectrolite. Đây là một cái loại đá phong thủy được tìm kiếm duy nhất có tại Phần Lan. Và cái loại đá này thì nó cực kỳ rất tốt cho phong thủy cũng như là tiền tài cuộc sống của các bạn. Và một điểm đặc biệt là cái đá này nó sẽ thay đổi cái màu sắc theo góc ánh sáng. Như ở đây các bạn có thể nhìn thấy là với góc này chúng ta nhìn thấy toàn màu đen nhé. Nhưng mà khi các bạn nghiêng này, đó các bạn sẽ thấy này. Khi có ánh sáng vào nghiêng chúng ta sẽ nhìn thấy những cái ánh xanh và những cái ánh vàng. Đó. Thì ở góc này thì nó rất là đẹp. Ở góc này thì các bạn có thể thấy là những cái ánh vàng, cái ánh xanh ở đây. Nó cực kỳ đẹp luôn. Nhìn ở ngoài thì nó sẽ đẹp hơn. Và bên mình có chụp lại những cái bức ảnh macro. Đây các bạn có thể nhìn thấy rõ nhất ở góc 12 giờ. Đó là nó sẽ có những cái ánh xanh cổ vịt và những cái ánh vàng như này. Rất là đẹp. Đó, và ở góc bên này thì các bạn sẽ không thấy được. Nó chỉ có đúng góc bên này là các bạn thấy được cái màu đấy thôi. Màu rất là đẹp. Đó, mình cố gắng xoay chậm để cho anh em có thể view thấy cái màu đá này. Đó. Thì đây là một cái loại đá rất đặc biệt. Và phía ngoài này của chúng ta thì sẽ là một cái vòng lịch 31 ngày. Thì chúng ta sẽ có một cái kim để chỉ lịch, kim pointer date, nó đang chỉ vào ngày 11 các bạn nhé. Ở dưới góc 6 giờ thì chúng ta lại có một cái cơ cấu rất đặc biệt, đó là retrograde moon phase. Đây là một cách hiển thị moon phase rất là độc đáo bằng bộ kim. Khi mà cái kim chỉ vào góc 12 giờ này thì nó sẽ là full moon. Và các bạn có thể thấy là năm hình tròn này thì nó sẽ được chia thành màu xanh cũng như là màu bạc. Đó, như ở giữa full moon thì nó sẽ là full bạc, còn đâu là sang dần hai bên thì nó sẽ là màu xanh. Và khi cái kim này của chúng ta chạy đến bên này thì nó sẽ tự giật về. Đó là cái tính năng là retrograde moon phase. Ở phía trên này thì chúng ta sẽ có hai ô lịch nữa, đó là ô lịch thứ và ô lịch tháng. Thì chiếc đồng hồ này là có kết cấu gọi là complete calendar, đầy đủ lịch. Đây các bạn có thể xem những cái màu xanh nó hiển thị lên rất là đẹp ở phần đá này.
bạn nhìn thấy phần đá này đó, nó cứ có ánh sáng vào nó xanh nó vàng lên như này, nhìn rất là đẹp luôn và nó ảo diệu ấy đó. Xoay từng từng góc thì nó mới có, chứ không phải là góc nào chúng ta cũng có thể nhìn thấy được. Bộ kim của chiếc đồng hồ này thì được nung xanh. Nói chung là về kết cấu thủ công của Jacquero thì mình không có gì để chê, rất là tuyệt vời, kết cấu rất là tuyệt tuyệt. Tất cả những chi tiết trên chiếc đồng hồ này đều có tính chất thủ công trong cái việc làm của nó. Chúng ta sẽ có cái kính sapphire dạng glass box và hơi cong nhẹ. Phần thân bên này của chúng ta sẽ có hai nút push button để chỉnh lịch, và thân bên này của chúng ta thì cũng có hai nút push button như vậy, và theo kèm đó là chúng ta sẽ có một cái núm nữa để chỉnh giờ. Ở đằng sau thì chúng ta sẽ thấy ngay bộ máy, và một điểm nữa trên chiếc này đó là nó là phiên bản limited 8 chiếc, và chiếc của mình thì như các bạn thấy ở đây là number 6 trên 8, một con số rất là đẹp và phong thủy dành cho anh em Việt Nam. Bộ máy sử dụng trên chiếc này đó là Calibre In-House Movement của Jacquero với cái mã là 6553L4. Bộ máy này của chúng ta thì sẽ có tổng cộng là 28 chân kính, có 68 giờ tích cót, và các bạn sẽ có tần số 4 Hz tương đương là 28.800. Củ vang đằng sau này của chúng ta thì được làm từ vàng trắng 18K AU 750 và nó được tạo hình là vỏ sò, rất là đẹp luôn anh em nhé. Chúng ta sẽ có ở đây là bốn cái cạnh lắc của chúng ta thì sẽ có là bốn cái chện kim loại quý và chện dây đi đó, và logo Jacquero của chúng ta một lần nữa ở đây. Sợi dây zin thì vẫn còn nguyên đây, các bạn có thể thấy sợi dây zin còn nguyên và tình trạng còn rất là đẹp đó. Và đi kèm thì chúng ta sẽ có một cái khóa xiên, khóa xiên của nó dĩ nhiên cũng được làm từ vàng khối với những cái chện kim loại quý ở phía dưới. Chiếc đồng hồ này có size là 40.5 mm và có cái lắc tu lắc nó cũng khá là ngắn, nó loanh quanh khoảng tầm 46. Thì với chiếc đồng hồ này 46 47 thì với chiếc đồng hồ này thì mình thấy là tai nghe chỉ khoảng tầm 15.5 là chúng ta đeo ngon lành thoải mái rồi. Đó, và lên tay thì nó sẽ rất là tuyệt vời. Và đặc biệt khi các bạn quay cái góc mà cái đá Spectralite thì nó phải nói là tuyệt. Tại sao chiếc này nó lại để cái góc nhìn này? Bởi vì khi chúng ta đeo ở tay trái này thì các bạn nhìn nghiêng là các bạn sẽ thấy cái góc góc của cái đá Spectralite nó xanh lên, nó rất là đẹp. Đó. Và núm là núm thuận cho nên là chúng ta là dành cho đồng hồ đeo tay trái các bạn nhé. Và khi các bạn chỉ cần nghiêng ra các bạn có thể nhìn thấy cái màu xanh này. Tuyển nói đây là một cái loại đá rất là tuyệt vời mà chúng ta có thể mua được. Chiếc Spectralite này thời điểm bán ra thì nó được bán với cái mức giá là 27.900 đô la Mỹ, tính ra tương đương khoảng 710 triệu. Tuy nhiên hiện tại thì mức giá để sở hữu chiếc này thì phải nói là cực kỳ hợp lý để cho anh em chơi, và ICS luôn luôn mang đến cho anh em những cái deal mà tốt nhất. Như chiếc Jacquero Astrale Eclipse Spectralite này hiện tại thì ICS đang để với mức giá là 229 triệu đồng và chỉ có một chiếc thôi, lại còn limited 6 trên 8. Cho nên đây là một deal rất là hời, anh em nào mà thích dòng này thì mình nghĩ là nên mua luôn, vì đây là một chiếc rất khó để quay lại lần nữa. Cảm ơn em rất là nhiều đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.